ngày 16 tháng 3 năm 2024 tại núi Thiên Long Sơn. Bữa nay mấy thầy trò trời đẹp ha. Bữa nay mấy nhiêu độ ta? 6 mấy độ, không có nắng, không có mưa, không có gió, rất là tốt. Thì bữa nay mình nói cái đề tài đạo và đời. Trên thế gian ở thời kỳ mạt pháp, Thượng Đế và Hội đồng Chư Phật, và đặc biệt là nước Việt, tại vì nước Việt xa là trung tâm của thế giới về đạo, về đời, là một cường quốc. Thì cho nên Thượng Đế mới ban ra hai thứ. Một là Thiên Tâm, hiện giờ có mấy chục triệu người trên thế giới. Hai là Thiên Việt mới ra đời. Thiên Việt là một cái hội anh tài để gom tất cả những người tinh hoa anh tài của thế giới mà có lòng trắc ẩn và không có hiểu về đạo cũng được, để mà lo xây dựng lại một cái đất nước sau thời hậu cộng sản. Tại sao cộng sản sẽ tiêu, năm cái ác sẽ đi. Đó là Thiên Việt là do Thiên Thượng lập ra. Còn người thế gian không có hiểu, thì hôm nay gác nghe cái này để hiểu. Ở nước Việt sẽ thoát được cảnh nghèo đói, cảnh diệt chủng trong tương lai. Là gì? Có một người nói được mà làm không được. Cho nên bề trên á, mới ra cái Thiên Việt. Trước khi vô đời Hưu đọc cái bài thơ này. Bác anh hùng, tôi cũng anh hùng. Tôi bác cùng chung nghiệp kiếm cung. Bác thắng quân nguyên thanh kiếm bạc. Tôi trừ giặc pháp ngọn cờ hồng. Bác đưa một nước qua nô lệ. Tôi dắt năm châu đến đại đồng. Bác có linh thiêng cười một tiếng. Mừng tôi cách mạng đã thành công. Thì ở ngoài đó có ai hiểu bài này của ai không? Và cái người này nói chuyện với ai? Giơ tay lên. Bài của ai? Của Bác Hồ. Đêm qua nằm mơ gặp Bác Hồ, râu bác dài tóc bác bạc phơ. Đúng, của Bác Hồ. Lúc mà thời đi qua Pháp để mà tìm đường cứu nước, tại lúc đó đại quốc gia mình bị Pháp đô hộ, thì có những người Việt Minh yêu nước tứ thiệt. Nhưng mà sau này nước mình lại bán cho Đảng Cộng sản quốc tế, cái đó là sự sai lầm. Thì chuyện đó mình không nói trong lúc này, gây cắn. Mình chỉ nói, Bác Hồ nói chuyện với ai? Bác Hồ nói chuyện với ai? Lập cái bài thơ đó. Đức Đại Thánh Trần Đạo. Vậy Bác Hồ lúc đó là ai? Thân người, thân tứ đại đúng không? Người phàm. Còn Đức Thánh Trần là ai? Là một vị Thánh, vị Bồ Tát mà hộ nước Việt trong cõi vô hình. Một người phàm mà đi hứa đi đứng trước mặt nói chuyện thiên ngang như vậy cũng anh hùng đi, nếu mà làm được. Vậy trong cái bài này là nói Đức Đại Thánh Trần là vua nước Việt mình hiện giờ luôn á, là thắng quân Nguyên thanh chiến bạc, tức là nhờ thanh kiếm á mà thắng được quân Nguyên phải không? Tại vì lúc đó Mông Cổ nó xâm lấn nước mình 3 lần, chạy có cờ luôn á, xúc quần luôn á, về nước. Rồi tôi trừ giặc Pháp ngọn cờ hồng. Thật sự đâu phải là Bác Hồ trừ một mình, Bác Hồ trừ giặc Pháp cả nước Việt mình mà. Chọn lấy cộng hết cũng không sao đi. Bác đưa một nước qua nô lệ, tức là thời đó là mình còn bị nô lệ Tàu đúng không? Tôi dắt năm châu đến Đại Đồng. Cái câu này thì mấy con nghĩ Bác Hồ có dắt năm châu đến Đại Đồng không? Nếu Đại Đồng thì hôm nay nghe với Ukraine rồi cả cái thế giới đã loạn cào cào. Không đúng, không đúng có nghĩa là gì? Break the contract, tức là lấy permit lại. Hồi xưa lúc mà sư phụ nói chuyện với Bác Hồ một lần, ngài nói sư phụ kêu bằng ngài, tự vì ổng cũng là người thường nhưng mà ổng bị nhốt với địa ngục, cho nên sư phụ thỉnh ông lên là nhờ ông Sơn Tinh Thủy Tinh đem ổng về mới nói chuyện được. Thì ông nói bây giờ hồi xưa Thượng Đế giao cho ông cai quản nước Việt để xả nghiệp đó nghe. 80 năm hôm nay hết hạn kỳ, ông trả nước Việt lại. Cho nên bây giờ gặp
giàu cho có ai làm cái gì nữa, có trăm mưu ngàn kế, hay là hiện bây giờ nè, bển cứ nghĩ ra là sẽ giữ được tiếp tục cái đảng để mà dơ dép, để mà làm khổ một cái dân tộc đang nghèo đói, đang đến đi tột cùng, cùng mỗi một ngày có mấy nghìn người chết à, bệnh chết, thiếu dinh dưỡng chết, thiếu ăn uống chết. Hiện giờ chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Thượng đế không có nhắm mắt làm ngơ để dân tộc Việt Nam tiếp tục khổ nữa. Bây giờ mình còn khổ hơn miền Lào các bạn thấy không? Số phụ là Thiên Tướng Kiệt, là Thiên Tử Con Trời. Trên 8 tỷ người có một mình số phụ là Thái Tử duy nhất xuống trần thời nay để mà đầu thai thành người Việt vô nước Việt. Tại vì Phật Thánh Tiên đã về nước Việt, lập cái đạo bằng nói bằng tiếng Việt để sau này nước Việt á, được cả thế giới tôn trọng nhờ cái đạo, rồi từ đó nước Việt sẽ thành cường quốc trong tương lai. Chư phụ chưa bước chân vô nước Việt thì Hồng Thiên sông núi và cả hội đồng chư Phật cũng không có gia hộ nước Việt, cho nên bây giờ bà anh đang nghèo sẽ còn nghèo tiếp, nói tiếp. Hiện giờ trở về, tại sao hôm nay sớm không lập Thiên Việt, mộ không lập Thiên Việt, cách đây mấy tuần lại lập? Tại sao sự rùm sự bên trên đó nhờ tất cả hội thiên design cái logo rồi nói tùm lum, hôm nay lại lặng im? Thì nó giống gì nói ra dễ hiểu, tại sao là người của văn minh thời đại 5G quá, Việt Nam là gọi 5G, sư phụ gọi là sư phụ là nano high tech di mạch phải không? Thì giờ trước khi chiếc tàu ngầm hạt nhân của Mỹ mà nó đi ra khỏi bến để mà nó nghinh chiến á, thì mấy thủy thủ đoàn phải đứng lên tàu chào á không, rùm xì bén á không, bắn pháo bông đồ á không, rồi dương cờ rồi lên. Bây giờ tàu ngầm đi ra khỏi biển rồi, thì hôm nay tàu ngầm của Thiên Việt đã rời khỏi bến cảng sẽ lặng, tại vì Thiên Việt đã ra đời rồi và đã có nhiều thành viên rồi. Mục đích Thiên Việt ra đời là để thu hút những nhân tài ở hải ngoại chắc ẩn và những người siêu thông minh, còn họ không có hiểu ăn chay hay niệm Phật đọc kinh là gì, họ là người công giáo hay đạo gì không cần biết, tại vì họ sẽ chết, họ sẽ thành thần, sinh như tướng tử như thần. Còn bên Thiên Tâm mấy con đó là sinh là Thiên Tâm, tử là bà tiên, cô tiên, ông tiên, hai cái khác nhau, nhưng mà có nhiều người thích làm thần đã hơn làm tiên. Thì Thiên Việt ở bên nước quốc nội, nghe nè mấy đệ tử họ Thiên trong quốc nội, không có được gia nhập, không có được nói chuyện về Thiên Việt, cũng không có được gì hết. Sư phụ chỉ có cái Facebook và có cái kênh YouTube trên Thiên Việt để đó thôi, nhưng mà cái tàu ngầm đi đâu ai biết. Còn trên đó thuộc cần nói cái gì thì cần nói. Còn bên Thiên Tâm mấy con không có được nôn nút, mấy con chỉ định hướng thôi, tại vì khi mà tàu ra khơi thì tất cả những người trí thức lỗi lạc người ta đã biết là có Thiên Việt, chỉ vậy thôi, mục đích chỉ vậy. Rồi sau đó là một cái tổ chức mặt, một cái chính phủ shadow government, dịch cho tiếng Việt là cái bóng. Khi thời hậu cộng sản, những cái người này sẽ về lãnh đạo nước Việt, thay thế những cái lãnh đạo hiện tại rất là quan trọng, trong đó có cả đảng viên về hưu và có cả những ban HO cấp tướng và cấp tá. Nên nói thiệt luôn á, thì Thiên Việt là như thế, là một cái chính phủ lưu vong, tạm thời lưu vong nhưng mà sau này sẽ tiện. Đây Thiên Việt sau này nó lưu truyền nhiều nghìn năm đi với Thiên Tâm đi song song. Bây giờ có ăn cơm á, một chiếc đũa với hai chiếc đũa, một chiếc đũa ăn cơm được không? Khó lắm, cái đạo đâu có, không có thật sao dịch được đạo. Cho nên chiếc đũa thứ nhì hôm nay mới ra, có thật mình mới dịch được đạo. Muốn nước Việt thành cường quốc, muốn con em mình ăn hiền ở lành, mình phải cho nó công ăn việc làm, gì cho nó cơm no áo ấm, thuốc men đầy đủ. Thiên Việt ra đời để tất cả những nhân tài trên thế giới chất ẩn để mà có một cái tổ chức sẵn sàng. 1, 2, 3 bức tường Bá Linh ứ quên lộn, bức tường Hà Nội ngã đó, thì nó sẽ có cái hàng rào lên liền. Mục đích Thiên Việt ra đời để cứu 4.5 triệu đảng viên không có đổ máu, tại vì từ xưa nay sư phụ hứa với cha với hội đồng chư Phật là không có để cho dân đến gõ cửa nhà công an,
Nếu mà con không lập sẵn một cái chính phủ lưu vong, dân nó tới nó đâu có nghe lời ai đâu. Lúc đó không có ai nói ai nghe hết. Cho nên sau này giống như bác Tô Lâm hay là đại khái công an bây giờ phải cảm ơn chính phủ cứu họ. Thầy đang chờ sư phụ về để mà làm thịt sư phụ. Từ bi không có kẻ thù, nhưng mà tâm ma thì nói người là quỷ. Tại cái tâm mình đó là ma rồi, nhìn sư phụ là nói thù quỷ, nhưng mà thật sự họ là quỷ rồi. Cho nên khó bao giờ giang sơn dễ dời, đánh tình khó thay. Đảng Cộng sản không bao giờ có đồng chí như họ thường gọi, chẳng có đồng minh, chẳng có đồng đội, chẳng có tình bạn, chẳng có tình thân. Họ chỉ có quyền lợi tranh giành và hận thù oán ghét. Bữa nay sáng con đi uống cà phê chung với họ, tối kêu đàn em tới gõ cửa con. Vì họ không có tam vô, vô thần, không có tin cha tin mẹ, không có tin Phật, không có tin thần thánh. Tam vô, vô thứ nhất, không có tin ai hết, chỉ tin các Mác Lênin này. Thứ hai là vô tổ quốc, họ không có tổ quốc. Họ là một cái búa liềm của toàn thế giới, nhưng mà lưỡi bò với dòng tơ lụa nghe tàu gì á, mấy cái xương sườn bây giờ gãy láng hết rồi, không tổ quốc. Cái thứ ba, cái quan trọng nhất, không có gia đình. Tam vô mà thể chế tam vô. Còn chúng ta là cái logo của Thiên Nguyệt là In God We Trust, là mình tin tưởng có Thượng Đế lúc nào sau lưng chúng ta xử và phạt. Thì khi mà trong tương lai ở Mỹ cũng vậy, tất cả họ thiên án binh bất động, chỉ cần tất cả các đệ tử họ thiên trong nước Việt cứ quay về hướng Đông Bắc đeo dấu thiên tâm để được qua cái nạn này và đọc kinh ngồi thiền. Còn chuyện Thiên Nguyệt cứ để trong lòng, chỉ chờ ngày sư phụ về Việt Nam trong vòng 24 tiếng đồng hồ nộp cái đơn cũng được, nộp cái đơn lẻ điền có 1 phút mà thì đã là Thiên Nguyệt. Ở Mỹ cũng vậy, tất cả đệ tử họ thiên ở Mỹ cũng không có nên vô Thiên Nguyệt, để chờ 24 tiếng đồng hồ trước khi mà được lệnh lên trên. Tại vì có một người hỏi gì chứ bộ ban trung ương của Thiên Nguyệt là ai? Ô, nhiều lắm, mấy triệu người. Ở đâu? Hồn thiên sông núi, 100 họ của Bắc Việt từ 9.000 năm nay, quá trời đông luôn. Còn là Lê Lai nè, Nguyễn Trãi nè, Quang Trung nè, Lê Lợi nè, Lý Thái Tổ nè, Mai Hắc Đế nè, trời ơi, quá trời luôn. Đó là ban trung ương, chứ họp với mấy vị mỗi ngày mà. Mà hiện giờ thì ngày Trần Đạo là vua, rồi ngày Lên Việt, rồi ngày Nguyễn Văn Trừng. Rồi ở sau đó đó là có đức dĩ nhiên là đức thầy là sư phụ quý phụ ngày Thường Dạy, rồi có Phật Hoàng Trạng Nhân Tông, đông lắm ban trung ương. Hồi xưa đuổi được giặc Mông mà bây giờ sao mà không làm nước Việt trong 3 năm thành cường quốc được, dễ lắm. Đô la trên trời như mưa nó rớt xuống, chỉ cần thay đổi cái tư tưởng chút xíu là cả nước quật khởi lên liền lẹ. Còn hơn về 6 triệu chim hiền mà cha Thượng Đế đức thầy gửi hải ngoại, giờ người nào mà có tài giỏi nhất là được 10 tiệm neo. Chứ giờ ở qua Mỹ đâu phải dễ học, có cái bằng đại học như kiểu mấy đứa đẻ đầy đâu. Ủa, cái đó biết chừng nào mới có tiền, mà đóng tiền học còn lâu lắm. Thôi mình về bển, mình đổi nghề phải không? Mình làm chức này, mình làm thư ký kia rồi, mình lo cho nước Việt. Tại mình nói tiếng Việt dễ lắm, học khóa bổ túc thôi. Thì nãy giờ nói là tự gì bác Hồ làm không đúng, bác anh hùng tôi cũng anh hùng. Cái bài đó kêu là bài gì ta? Có ai biết bài tên gì không? Bác anh hùng tôi cũng anh hùng. Đây, bác Hồ làm không đúng, hôm nay nước Việt trả lại cho nước Việt, cho 100 triệu của con rồng cháu tiên Lạc Long Quân Âu Cơ từ 18 cho tới 55. Ở đây 18 tới 55 quá trời. Sư phụ già rồi, sư phụ tranh đấu cho 18 tới 55, sư phụ chỉ là đi đầu cầm cái đuốc bự thôi. Tất cả mấy con phải tự bi chí dũng cầm đuốc riêng mình phải đi quá.
nhưng mà dù có cả chín người thương nhưng mà không có người ghét thì cũng hơi buồn, mà có ít nhất cũng có thằng điên điên nó ghét. Thì cho nên bây giờ dù có mấy bodyguard toàn là nữ võ công đi xung quanh sư phụ nè, mấy đứa này hả sát thủ áo đen nữ không à, nhưng mà thử thì biết tại vì ai mà khởi tâm á mà gọi là nghịch thiên chống trời á, chống với thiên việt, chống với thiên việt nghĩa là chống với ai biết rồi đó. Chứ hộ làm theo lệnh của cha chứ hộ không có làm theo tự ý. Chứ hộ là ở trên trời có một cái đại gia đình có biết bao nhiêu tầng trời mà chứ hộ cõi đại la thiên rất là sung sướng, mất mớ gì á, chui xuống cái ổ chuột này, cái cõi ta bà này là giống như cái ngục tù thế gian mà. Chứ gì thương chúng sanh, thương nhân loại, cho nên cha mới cho hạ phàm kỳ này màng ba để mà lập lại một, chuyển một cái bánh xe, một cái cách sống mới từ cái thời bỉ cực của cái địa cầu này thành ra một cái thời hoàng kim trong tương lai. Mà cha đó lại thương nước Việt là vì nước Việt đã được Bác Hồ xả nghiệp rồi, thì trong tương lai nước Việt sẽ thành nước cường quốc. Sau khi mọi chuyện chiến tranh bình yên, thế giới sẽ có đại hồng thủy, thì nước Việt sẽ lớn rộng hơn và những nhân tài sẽ về nước mình. Bây giờ tôi không nói, nhưng mà phải có logic để chứng minh, tại cho hộ là người khoa học chứ không phải người ảo tưởng. Ai nói cho hộ giờ này mà còn nói cho hộ ảo tưởng thì người nó đúng là vô minh, không có chịu tìm hiểu cho kỹ để mà mất đi cái duyên của đời này. Bây giờ con thấy ở đây là mình đang sống ở Mỹ đúng không, mỗi ngày ai sanh nhiều nhất, người ngu. Bây giờ mình nói gì dễ hiểu, mình đừng nói đụng chạm da màu vậy cho nó đụng chạm. Cái sản lượng mà trong nhà thương nó sanh cái người ngu nhiều hay là người khôn nhiều, mấy con trả lời đi. Ngu nhiều. 90%, chỉ có 10% người Á Châu mình với người Mỹ. Nó có 5-10% Á Châu thì cũng sanh một hai đứa là dữ. Mà con nghĩ nếu mà nó đi đường dài đó, cái số lượng phiếu của ai sẽ nhiều hơn? Tính đi. Bây giờ cái thành phố Auckland gần đây nè, hồi sáng có đệ tử, trời ơi, nó bắn cũng giống như trong phim cao bồi, không thích là móc súng, phum phum. Auckland gần đây chết ngay trước cửa làm ăn của nó luôn, chuồng của nó tên. Thì Auckland mỗi ngày tụi nó chạy vòng vòng, không thích ai nó bắn, cho nên giờ vô sát bên có mấy chục phút cũng dám xuống dưới nữa. Mỗi lần xuống thăm ông đây chỗ ông ớt là tụi ông xuống rồi. Bữa hổm vô thấy Starbucks á, người ta đi qua đi lại mà tụi nó đặt chuyến xe kế bên á, người cầm ly cà phê gắn vô xe giọt luôn chứ không dám cảnh sát luôn. Bây giờ nó loạn lắm, như Chicago gần đây ốc lên. Trở lại chuyện của chúng ta, đó là một cái xã hội vừa bệnh tật, lòng con người rất là hung ác, rồi không có luật lệ, tâm con người bây giờ không có ai mà được yên bình. Hội thiên hôm nay và những người không phải hội thiên, mỗi ngày hội thiên vô hàng ngàn hàng vạn người. Mấy gì nói bây giờ nước Việt trên 35% âm thầm là hội thiên, khoảng 35% họ nửa tin nửa ngờ, nhưng mà là cũng đấy, còn khoảng trên 20% là sân trước sân sau á, đang giống như là khỉ mà ham ăn kẹo rồi cứ quên đi chuyện gì sau lưng ai bắt mình làm gì đó. Thì cái số lượng đó họ đang ngon lành, họ không, họ chống đói. Tại sao không biết được cái số lượng gì? Chứ không biết cả chuyện thế giới, cái chuyện bao nhiêu người thương mình, bao nhiêu người ghét mình, chứ ở đây đâu có. Trung nguy lại đầu đời, tất cả họ thiên ở hải ngoại và họ thiên trong nước Việt án binh bất động, chờ 24 tiếng đồng hồ trước khi hộ lên máy bay Việt Nam thì sẽ gia nhập thiên Việt. Còn bây giờ thì để một mình hộ làm việc tại tàu ngầm á, trước khi mình ra khơi thì mình chào phải không, kéo cờ bắn pháo bông rồi rầm xì beng rồi lên chống kèn rồi lên phải không. Bây giờ tàu để cho người ta định hướng. Bây giờ tàu đã ra khơi thì bây giờ để cho tàu ngầm làm gì? Tàu ngầm hạt nhân lặn xuống biển, không biết ai biết ở đâu. Chỉ cần bấm nút là nuclear nó lên. Đó là tóm tắt lại. Và đồng thời
cho hiểu, Thiên Huyền cũng như Thiên Tâm ngày đầu do cha lập ra. Thì nói chuyện này là Messenger, tức là người truyền tin của Thượng Đế. Cái hộ không phải là cũng nói đối với người thế gian thôi là giáo chủ đời thứ hai, nhưng mà trên trời đạo này của Phật Di Lạc, ngài là số 1, hộ là số 2, cái nào mà ra cái đó. Để sau này khi mà Phật Di Lạc xuất hiện á, là nó đúng những lời thầy phụ nói, là tất cả máy quay phim là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, khoảng mười mấy cái máy quay phim mỗi ngày, một lời không có thể thay đổi được, bất di bất dịch. Và thầy phụ nói từ cái tâm, cho nên không có cần gì phải lấy giấy viết, không có nói cái gì mà chặt hết. Và cuộc đời của Thiên Nói Chuyện này là một cuốn kinh sống nửa đời nửa đạo. Còn chỉ có những người mà làm biến chi cứu, làm biến tìm hiểu, thì họ hay phê phán một cách vô tội vạ đó, thì để cho từ từ họ sẽ hiểu sao. Đó, nãy giờ mình nói về phần thiên nhiệt là tự vì Bác Hồ đọc cái bài thơ đó là không đúng. Nói được nhưng mà làm không có được. Nhưng một điều tất cả nhân loại phải biết, trời Phật Thượng Đế không bao giờ làm sai gì chúng ta. Trời Phật nói đâu là có đó, nói là làm. Thế giới này sau này thành một thế giới đại cực kỳ sung sướng, không có chiến tranh, không có đổ nát, không có bệnh tật. Nước Việt sau này sẽ thành cường quốc, bảo đảm lấy cái mạng này đổi luôn à. Có không phải nghèo như bây giờ, sung sướng khắp năm châu, 6 triệu người sẽ về nước Việt, và nước Việt sẽ giàu có cực kỳ. Cái đứa mà nghèo nhất đi nữa, ít nhất cũng có vài cái nhà bãi biển, sẽ không có bán vé số, không có đau ôm nữa. Tại thời đó thủ mà về đó, thủ làm theo kiểu xe mà kiểu Nhật á, nó đi từ Tokyo Osaka bằng 5-700 cây số giờ, Bắc tới Nam đi có mấy phút mà. Người ở ngoài Bắc đi vô miền Nam làm, người miền Nam ra miền Bắc làm việc, tối về nhà ngủ được, bảo đảm cái đó dư sức. Tại cái nước Việt mình á, tính ra nó còn nhỏ hơn Cali nữa, tại sao không được? Xe nó chạy 500-600 cây số là chừng nửa tiếng là tới rồi, là ở ngoài Bắc vô Nam làm, Nam ra Bắc làm việc được, rất là dễ. Chẳng qua nước của mình á, một năm á, làm ruộng, làm lúa, trồng gãy, chẳng có nhiêu tiền á, mà tự nhiên á, đi rút ruột của nước Việt 42 tỷ dạng thịnh phát. Con thấy đau lòng không? 42 tỷ đô á, đó là một người. Còn những người mà bắt trọng bây giờ ổng không có moi ra, có mấy chục người bên đó nữa, mỗi người cứ 40 tỷ, 20 tỷ, 10 tỷ thì dân lấy gì đâu sống. Đẻ ra là kiếm cái sổ nợ 50 triệu với World Bank, IMF. Nít Việt Nam giờ vừa đẻ ra là mắc nợ thế chứ, tại tiền nó phải đi mượn, mượn mới giờ được túi chứ. Chứ rừng rồi chặt hết rồi, dầu quả rồi cũng mất hết. Ok, trời cũng nắng đây, ok, cho nó mát mát rồi. Rồi á, ai hỏi thì cứ hỏi đi. Mấy coi cái tầng trời phải tức cười lắm. Trong chùa Phật tử gặp mấy vị này lại móc chán, còn gặp cha mình đó thì không lại. Mà trong khi mấy vị này là giống như là lính của Thượng Đế thôi, con hiểu không? À, làm chẳng kiểu gì. Bữa kiếm này gớt xuống, cái sư phụ nói chuyện với ngài, cái ngài nói trời ơi, chú thiệt của tôi dễ gớt. Tại này kiếm thường bữa nó mưa á, gớt xuống. Ông đứng đó đó, mấy vị đứng đây. Mấy con đừng coi tượng, tượng là thiệt không á. Thầy phụ nói chuyện hết tất cả. Có những gì mà không có tượng thầy phụ cũng tiếp xúc hết. Cả mấy ông Lân nó cũng là thiệt nữa đó. Bữa hôm đứng đây nè, ông bay lên trời như này đó. Lân là ok rồi, hỏi đi. Mày đông quá, lo lâu mấy đệ tử xa tới cho hỏi. Thầy phụ ít nói, chỉ nói tóm lại tiếng Việt là già tàu ngầm ra biển để mình thầy phụ làm việc. Yes, you have any questions? Go ahead.
I just want to say thank you so much. Oh, you're welcome. Yeah. Every Saturday we have. You can ask any question you would like. So, as a person who has, through God's grace, just shown up here today, what do I do now? I am just reborn. Just the human don't recognize you. But when I go away, they will recognize. Before human put three nails on my body, it just is all about to make the human regret and until today. So at that time, I just give out the human to be a good person. And I don't have no Bible or any technique to train them to be better because it's old time. But the old time is much more easy to create and give out a religion than today. Today have too many religions, and today the human is a lot smarter than before. And they have too many activity on internet. And they distract so much, and too many religion. So when I come back this time, I give out a new religion, we call Thiên Tâm. Thiên then to English is God. Tâm then in your heart. Your heart have to look up for our daddy to go home. So that's the simple Thiên Tâm. And Thiên Tâm, a Buddhist, is not a religion. Buddhist is a philosophy. Yeah. So the only you that process, Buddhist process, to treatment our suffer, daily suffer, sadness, and sickness. And we know who we are. The body is temporary. The spirit is our Father give to us, and the spirit it never die, and we need to go home. This is not our permanent life. This is a short term of learning curve. It's a small class. 100 years very quickly compare up there. So the Buddhist philosophy is make us meditation. So right now I give you my Bible in learn how to meditation and understand all the sky, because I live in the human world and also I live in the heaven world. I go home all the time, anytime. And I'm here, not one soul and one spirit like many and all. At night, whoever call my name, I can go. I can multiple to a million, whoever wanna call me. So, and I have 7 aura. You have only 1 aura. I need to use the human form and to talk human language to make people that the whole idea is my dad and God. Tell me, tell the truth about God, to make the human come closer with God, so they can save, they can be get over the crisis. The whole world is crisis right now, sickness and war and economy. So only because they forgot about permanent, up there permanent. This is temporary. Everything is temporary. And the new Thiên Tâm is going to reunite the world, one religion, the Thiên Tâm, the future. Because I'm going to tell the world, you guys fight because you guys try to, because of Jerusalem and Hamas and Israel, here I am. You guys don't need to fight for me. I don't need you guys to do that. And also the Muslim same thing. I am also a Muhammad one time. So only one son of God created 3 religions at this time, 2,000 years. Only one spirit is now here. And 3 different technique learning. So right now I'm here, they don't know.
But later, right now I'm not really popular. When I have something to it's soon, and I'm going to tell them the truth. I'm Mohammed. I'm the guy that you guys nail me, and now I'm here. So are you going to fight anymore or no? They should not fight. At that time, it's only 10 times around the world. Because we're using the Buddhist philosophy, the process, be very compassionate, be no fight. The world needs to be happiness in the next 3,000 years. So the region is very important. After the Third World War will blow up, it will come in. After Russian will be no more strong country in the world, after Chinese will go away, they will break into five countries. And why? You know, I'm in the Notre Dame prophecy. Also, I am on Vanguard prophecy. And I also in the Catholic prophecy. People, and also every year in America, they have Easter Day, you know? So that means Jesus reborn in Asia. That means in the East. That means Vietnam. But a long time they don't know. They think on the East in many countries, you know, Philippines on the East, Taiwan, Chinese, I'm on the East, but Vietnam. So Jesus reborn on the East. Also, he traveled to the West, that's here. And one day he'll come back to his country. So I am on the book for the last few thousand years. So you want to know me more, you read all the prophecy that in the library they have. But it, I think mấy ông mãi quá. Yeah, long time I'm not English, so I have to think. You know, I wish you can understand Vietnamese to make me give you more detailed information. Này chắc có Trang kia ha, chứ bọn nó tiếng Việt nó ngồi dịch lại cho nghe. Nói tiếng Việt nghe nó nhiều chi tiết hơn. Tiếng Mỹ mình lựa chữ là mạnh quá. Lâu ngày thì cũng có xài tiếng Mỹ. Ở đó học đại học trời ơi, thuộc người Mỹ. Nói thế. Bạn Mỹ không? You don't need to believe. You just take it for information. I believe you. You believe? I do. I believe you. I am very grateful. I saved a lot of people at the COVID time. See my hand? Be a doctor. Ask these people, many people, you know, I put my hand, the sickness go away. Yeah. It's not just talk, you have to prove it. Yeah. And you have to, and they can see it. Sometimes, this light right here in front of you. With the human naked eye, you don't see a lot because we are naked human beings. The dog or the bee, they can see many different things in the air. So right now, many God protect me, around me. That's why they know that no one able allow to near me. Because the human being body is very dirty and smell. Even they are the protector, they protect me. And they don't want to interfere. You don't see it, but they see us. They can hear us loud and clear. I've been dù có nào nói tiếng Mỹ dịch cho nó nghe, dù nói tiếng Việt cho nhiều người nghe, tại có nhiều người Việt Nam đây không nghe được tiếng Mỹ. Thế nào ở tiếng Mỹ ngồi gần dịch. Dạ, con dịch ra cho con. Trong 5 năm qua, từ năm 2018, khi mà Thu Lịnh nhận lệnh cửa bề trên đó, đi ra độ đời đó,
thì những cái ngày đầu tiên đến ngày hôm nay mấy con coi lại không, cho đến lúc mà ông Trump bị ăn cắp lá phiếu ngày 6 tháng 1 á, tại sao phải để cho ông Biden thắng? Là vì số vụ sinh cho nước Mỹ đừng có bị divide into countries. Tại lúc đó thường nói chuyện với bà nữ thần tự do đó, thì nước Mỹ nó cũng có cái nghiệp nước Mỹ, chúng ta có cái nghiệp chúng ta, và dân tộc chúng ta có nghiệp dân tộc chúng ta. Thì hôm nay lúc đó thì rất là buồn, thì ông George Washington là cái người thành lập nước Mỹ đó, ông là vua nước Mỹ hiện giờ, ông nói chuyện với phụ, ông nói là thái tử phải nhẫn nại, hiện đâu còn có đó, chưa có xong. Tướng Trump sẽ trở lại tòa Bạch Ốc. Cho nên hôm nay sáng nay con có nghe ông Trump là ông tuyên bố trở vô tòa Bạch Ốc, người ta đã chấm ổng rồi đúng không? Thì mình sẽ vỗ tay cho tướng Trump sẽ chiến thắng. Thì con thấy thù nó trúng không? Mấy cái máy này đâu phải dễ nói đâu. Rồi cho bộ nói là cả thế giới này những cái ác nó sẽ cùng đi một thứ, đi xuống tàu ngầm thứ. Những nhà độc tài, người thể chế cộng sản là nó có Nga, nó có Tàu, có Việt Nam, có Bắc Hàn, sẽ đi một lượt. Thượng đế không có chừa thằng nào, là những cái ác sẽ không còn tồn tại trên quả địa cầu. Đó là mục đích của bề trên. Rồi những cái thế lực giống như những cái nước mà Hồi giáo, thấy nó vậy nó cũng độc tài, nó bệnh nhau rồi nó đi hiếp những cái nước nghèo, rồi nó đi giống như kiểu Bin Laden hay là Hamas đấy. Những cái đó cũng sẽ không còn trong tương lai nữa, những cái cũng là một loại. Và những cái nhà giàu có mà thế lực ngầm cũng sẽ đi luôn. Cái thế giới này trả cho sự tự do, công bằng và bác ái cho nhân loại. Cái nước Việt và nước được hưởng phước, đại hưởng phước, là vì con có Thượng Đế đầu thai thành người Việt và biết thương người Việt. Tại vì con sanh nước nào con có thương nước đó, phải không? Tôi cũng thương nước Mỹ, cho nên xin nước Mỹ đừng có bị chia đôi. Nhưng mà tôi cũng thương nước Việt. Tôi không nói tiếng nói mấy đứa trẻ Việt Nam á, bây giờ nó còn chửi cho hụ là bao que đó. Nó mà nhìn thấy cái lực cờ này nó là bao que đó. Nhưng mà cái bao que này á, tôi đã giải thích nhiều lần rồi. Nó sẽ mang hàng nghìn tỷ đô la vô nước Việt trong những năm đầu á, phải không? Tại vì không có nó là làm sao mà 6 triệu người tự do đi về, làm sao Liên Hợp Quốc có thể thừa nhận quốc tế nữa. Rồi sau đó mình sẽ có cái hội Duyên Hồng, là cái hội để mà mình chọn một lá cờ nào mình thích. Mấy con thích lá cờ nào mấy con cứ quyền chọn. Ví dụ mấy con có số lượng đông mấy chục triệu đứa nhỏ, ok tôi thích cờ đỏ sao vàng, tôi thích búa liềm trở lại để cho tôi được đi làm nô tài quốc tế, thì mấy con có quyền chọn. Nhưng mà sư phụ chỉ nói là cái nước Việt đang đói thì mình đang cần cái thằng này, thấy không? Tại vì sau này nó tự do mà, đâu kiểu độc tài như thời nay đâu. Thì cho nên mấy đứa nhỏ bớt chửi sư phụ là bao quen nha con, cứu con á. Con nên coi phim là I'm Not Alone á, nó giống như zombie á, mình cứu nó đi cắn cái tay mình á. Ở trên thế giới này chỉ có bề trên Hồng Thiên Sông Núi mới lập ra cái đảng lạ, cực kỳ lạ, đó là cho cộng sản gia nhập luôn, vừa cho mấy ông Đà Lạt phải không, Thủ Đức rồi nhập luôn, vậy nó mới hay chứ. Mà hai ba ông mà mốt ông trưởng ông phó thì chỉ có lòng yêu quốc gia thôi. Tại cái đảng này do bề trên lập, cho nên vô đó chỉ có thật thôi. Người nào mà cố tình mà vô đó mà phản gián hay là này nọ đó, chỉ có độc tử à. Ngoài độc tử ra tôi cũng chẳng biết danh từ gì để mà tả. Rồi cả gia đình, con cái không có cơ hội. Ở Việt Nam
đa số ta thường thấy trên mạng họ hồ đồ đó, giống như con ngồi một đám và mù mà dễ dôi vậy đó. Đa số mấy đứa nhỏ sáng là nhậu, sáng xỉn, chiều say, tối la rai. Chính trị gia nam này có gì hỏi không? Có ai hỏi gì không? Đồ nói cũng nhiều lắm rồi. Lời cũ nhưng mà nó cũng là mới cho người mới biết. Con có câu hỏi được không? Hỏi đi con. Như sư phụ nói là có 5.000 người mà đi cùng nhảy dù với sư phụ đó. Thì trong đó sư phụ thấy có con không? Có, con là ông Tiên mà bữa hôm đó rồi. Tại vì con sau này sẽ nắm một chức rất là lớn ở miền Bắc để độ họ. Tại vì con biết thiên tâm, con không dám tham nhũng. Dám không? Tham nhũng là đột tử phải không? Tiền nó phù du mà không? Mình làm cái gì á, mỗi ngày hỏi thiên chúng ta làm cho ba người cười đúng không? Muốn chi mình làm cho bao nhiêu triệu người mà trong đó là nơi mình chôn nhau cắt rút nữa. Mình thấy hãnh diện rồi mình chết người ta thương nhớ mình, ta làm mộ bia, ta tôn sùng mình. Rồi cái hồn của mình nó lâu về đó, mỗi năm ta đại tiệc mình, đại tiệc cúng á. Có thấy vui không? Còn hơn á là bây giờ ông lãnh đạo nào của Việt Nam á chết dân âm thầm vỗ tay. Bữa nay bác tàn đi rồi bác gì vậy á. Chẳng có ai gì mà tiếc hết trơn á. Muốn cái nào? Lưu danh thiên cổ? Hay là muốn bị chửi nghìn thu? Người con cái của mình á, nó biết được á, là ba nó hồi xưa á, làm mấy chuyện không đúng. Nó cũng bị nhục nữa. Cho mọi người biết cái cương lĩnh của mình, rồi người ta thích hay không thích thì tùy theo mỗi người. Rồi sau đó là sư phụ âm thầm làm việc. Còn người nào có lòng trắc ẩn thì họ sẽ tìm tới riêng để gặp. Cho nên phải đọc cương lĩnh cho mọi người biết. Đọc cái cương lĩnh. Đây bữa nay là clip cuối cùng để nói về thiên việt. Sau đó tàu ngầm sẽ tự hoạt động. Nhiều duyên như mọi người, nghĩa là mình phải định hướng trước rồi người ta cho người ta suy nghĩ.
Nhóm giờ con chào một món hàng phải không? Rồi để cho nó tự động ta suy nghĩ ta thích đi Macy, Walmart hay Target thì tùy theo người mỗi người chọn. Cương lĩnh của đảng Thiên Việt, tức là để thừa giải thích, Thiên là trời, Việt là 100 họ Bách Việt, gọi là Thiên Việt. Đảng này do bề trên lập ra, Hồng Thiên Sông Núi là đứng sau lưng, thụ là người thừa hành của mặt của mình, cho nên của trời. Ai mà đi nghịch lễ này là chống trời. Sau đây là những điểm chính yếu hướng dẫn đảng theo chính sách xây dựng và phát triển quốc gia dân tộc Việt Nam. Số 1, ý thức tổ chức. Thứ 1, ý thức tổ quốc và dân tộc. Ý thức rằng Việt Nam đã trải qua hơn nghìn năm bắc thuộc, gần trăm năm bị thực dân Pháp áp bức, 80 năm chế độ Cộng sản dưới sự lãnh đạo của Hồ Chí Minh cai trị hai miền Bắc Nam vô cùng hà khắc. Cộng sản Việt Nam đã và đang đưa đất nước mất chủ quyền dân tộc, có nguy cơ bị đồng hóa diệt vong. Ý thức rằng quyết tâm xây dựng Việt Nam phát triển theo tinh thần nhân bản, khai phóng khoa học văn minh thịnh vượng, tự do tôn giáo tín ngưỡng, quý trọng nhân mạng, nhân sinh, nhân mạng đạo đức, trọng ân hiếu nghĩa, trọng ân hiếu nghĩa và hết sức cần thiết. Ý thức rằng quốc sách đoàn kết toàn dân, lấy ân báo oán, tức là không có trả thù đảng viên nha, lấy ân báo oán mới hóa giải hận thù cộng sản quốc gia, đoàn kết người Kinh với người thiểu số trong nước Việt Nam, không phân biệt chính kiến phe phái quốc gia hay cộng sản. Thiên Việt bao gồm tất cả người Việt có lòng yêu nước và trắc ẩn với dân tộc Việt Nam. Ý thức rằng tinh thần quốc gia dân tộc sinh ra dân quyền và bình đẳng mới giúp người Việt tiến bộ, không chấp nhận tà thuyết ngoại lai cộng sản Marx Lenin chủ nghĩa xã hội và thuyết tiến hóa của Charlie Darwin. Thứ hai, nhận thức rằng thể chế quân chủ lập hiến cho Việt Nam là phù hợp công cuộc xây dựng phát triển đất nước hiện nay, xây dựng người Việt trong đạo đức nhân phẩm có tinh thần dân tộc hơn là thể chế Cộng hòa hay đại nghị từng nhiệm kỳ. Việt Nam bị Trung Quốc đô hộ, thực dân Pháp xâm chiếm, chủ nghĩa cộng sản cai trị vơ vét, dùng chính sách ngu dân làm mất tự chủ. Những độc hại này đã khiến người Việt mất tinh thần quốc gia độc lập, làm nô lệ cho cộng sản, đưa đất nước đến nghèo khổ lạc hậu. Do đó, một thể chế chính trị dương đạo trường kỳ với luật pháp liêm chính, công minh, kỷ cương mới xây dựng được đất nước Việt mới hùng mạnh và nền giáo dục văn minh. Nhận thức rằng thể chế quân chủ lập hiến phát triển đất nước và dân tộc Việt cần toàn dân phối hợp chung sức chung lòng, cần tuổi trẻ nhân tài quốc nội, cần tuổi trẻ nhân tài quốc ngoại, cần trên 6 triệu người Việt hải ngoại mang những thành công tiến bộ trong tất cả lĩnh vực về góp sức xây dựng quốc gia. Số 3, thành lập quốc hội lập hiến soạn thảo hiến pháp mới, đặt tổ quốc và quyền lợi dân tộc Việt Nam lên trên hết. Hiến pháp phù hợp đạo lý dân tộc Việt, pháp chế tam quyền phân lập gồm có lập pháp, tư pháp, hành pháp, quốc vương quyền hành lãnh đạo tối cao. Quyền hành của hành pháp bao gồm quyền hành của vương quốc, quyền hành của tư pháp và quyền hành của quốc hội. Thứ tư, thiết lập và cải cách hành chính quốc gia, cần cải cách hệ thống hành chính quốc gia từ trung ương đến địa phương phù hợp hoàn cảnh địa lý và xã hội Việt Nam. Hệ thống hành chính điều hành chính phủ hiệu quả, nhân sự có khả năng quản trị chuyên môn,
Thứ năm, hiến pháp mới quy định và tôn trọng quyền tự do căn bản của công dân, trong đó có quyền tự do ngôn luận, tôn giáo, tín ngưỡng. Ngược lại, công dân phải tôn trọng và bảo vệ hiến pháp. Số 6, sách lược và kế hoạch phát triển cần thực hiện chương trình giáo dục bắt buộc toàn dân nhằm chỉnh đốn văn hóa đạo đức dân tộc. Chương trình giáo dục này xây dựng trên tinh thần dân tộc, nhân bản, khai phóng khoa học, văn minh và thịnh vượng. Công dân giáo dục nâng ý thức, hiểu biết, tôn trọng luật pháp quốc gia và quốc sách, có khen thưởng và xử phạt để duy trì sự học hỏi nghiêm minh. Đạo đức nâng hiểu biết giá trị nhân ái, hiếu nghĩa, luân lý và trách nhiệm bảo vệ tài sản công dân quốc gia. Khoa học kỹ thuật phát huy và áp dụng các lĩnh vực khoa học, AI kỹ thuật tân tiến vào nông nghiệp, kỹ thuật công nghệ, thương mại của đất nước, xây dựng nhiều trường kỹ thuật và trung học đến đại học đào tạo chuyên viên giỏi. Quốc phòng, quyết tâm xây dựng quốc phòng hùng cường để đương đầu với các nước có tham vọng xâm lăng Việt Nam trong tương lai. An ninh xã hội, xây dựng lực lượng cảnh sát quốc gia, bài trừ tệ đoan xã hội, bảo vệ tài sản đồng bào, gìn giữ an ninh trật tự xã hội. Kinh tế quốc gia phát triển dựa trên động lực cần cù và tiến thân của dân Việt để mang lại cuộc sống sung túc, ấm no hạnh phúc. Công dân toàn quyền sở hữu ruộng đất. Ruộng đất là toàn quyền chứ không phải 50 năm như thời nay. Phương tiện sản xuất, chế tạo tài sản và tư bản trong kinh thương, tiểu thương, điều hành quản trị kinh doanh tự do, công dân phải có trách nhiệm bổn phận đóng thuế cho ngân sách quốc gia. Chính sách ngoại giao mở rộng ban giao quốc tế với tất cả quốc gia. Số 7, xây dựng xã hội phát triển kinh tế, mục tiêu chính thực, thực hiện cấp bách trong 4 năm để phát triển quốc gia, ưu tiên phát triển cơ cấu hạ tầng như trường học, phổ thông, chuyên môn, đại học, chuyên nghiệp, y dược, điện tử, trường, dạy nghề, đáp ứng các lĩnh vực cần thiết, bệnh viện, y tế, chăm sóc sức khỏe cho dân, hệ thống, giao thông, đường bộ, sông, biển, từ đó giúp hỗ trợ sản xuất nông sản, kỹ nghệ, quốc nội, ngoại thương. Mục tiêu chiến lược tiếp nối kế hoạch chiến thuật nói lên phát triển. Mục tiêu chiến lược xây dựng phát triển quốc gia cường thịnh lâu dài. Điều chỉnh số 8, điều chỉnh những đề cương trên cũng cần linh động, điều chỉnh phù hợp theo mỗi giai đoạn phát triển. Số 9, xây dựng đảng viên thiên Việt tiếp trợ cương lĩnh. Đảng viên thiên Việt là những công dân Việt Nam yêu nước và có lòng trắc ẩn với dân tộc Việt. Đảng viên thiên Việt ý thức rằng họ là những người có sứ mệnh được Thượng Đế giao phó, góp phần cứu dân độ thế, giúp đời. Đảng viên thiên Việt luôn đặt tổ quốc trên hết, tiên phong phổ biến hướng dẫn thực hiện đường lối sách lược đảng nhằm xây dựng và phát triển kinh tế quốc gia. Số 10, quyết tâm hoàn thành thực hiện chủ trương cương lĩnh này trong giai đoạn hậu cộng sản, người sáng lập Thiên Định của cha Hồ Chí Minh. Số hộ là xuống thế gian sáng lập hai thứ trong tình tế, đó là sáng lập đạo Thiên Tâm thì mặt đời mặt đạo. Hôm nay bề trên Thiên Thụ là cũng là người sáng lập đảng Thiên Việt. Cho nên tại sao một người lại sáng lập? Một bên thì ăn hiền ở lành, một bên thì cái này nó cũng nó không phải là chính trị. Người ta nói là chính trị, nhưng trong cái sư phụ hiểu cái gì vậy á, là một cái từ bi để cứu một dân tộc, xém một chút xóa sổ bản đồ và thế giới, thì cũng là một cái Bồ Tát đạo. Những người đảng Thiên Việt là những người Bồ Tát, những vị thần để cứu một cái quốc gia đang lặn hụp trong nghèo đói, chứ không có cái
có phải là giống như người ta nghĩ, giống như mấy cái đảng này đảng kia ở Mỹ, rồi cái nó lấy lòng dân rồi nó gom góp tiền thế này nọ, mà nó không có tấm lòng để mà xây dựng lại một cái đất nước Việt, nó chỉ phe với phái và cá nhân, giống như hiện giờ mình thấy Việt Nam là phe phái và cá nhân thôi. Bây giờ Phật Hồ chỉ đọc sơ sơ đảng Thiên Việt, hôm nay mình làm một clip ngắn ngắn nhỏ nhỏ mình nói về Thiên Việt, rồi sau đó sư phụ sẽ là tàu ngầm, sẽ bí mật hợp những người ngầm để mà kết nạp họ, rồi mỗi một người nào mà đến gặp phụ thì mấy vị đã biết trước người này đến với cái ý xấu thì ý tốt, thì mấy vị đã nói sư phụ biết rồi. Cho nên lời này là lời thật, ai mà có ý gì xấu thì xin chừa cái duyên lợi để mà 24 tiếng đồng hồ sau cùng đừng có sớm quá mà bị mất xác mất hồn mà uổng lắm, mình không có tương lai cho mình nha, cho con cái, đó là lời nguyện cuối cùng. Chỉ có ý tốt thì nên tìm tới để mà hiểu. Còn đáng thiên việc một thành viên cũng được giữ mặt tối đa, không ai biết hết, không có ai có khả năng hát vô những cái gì mà chỉ có mình thôi, không có người thứ nhì biết được ai là tên của gì hết, đó là bảo đảm luôn. Ở Việt Nam tất cả mấy chục triệu đệ tử hội Thiên Việt Nam cũng không có nên đụng vô Thiên Việt trong lúc này, giữ trong lòng được rồi, chỉ ngồi chờ thôi, ngồi rung đùi chờ sư phụ. Ngày mai sư phụ ra phía trường đi về thì lúc đó mấy con là Thiên Việt. Còn bây giờ mấy con rụt rịch nó còn gõ cửa tội nghiệp. Ở Mỹ cũng vậy, ở với Mỹ Việt cộng nhiều lắm, mình ngồi đây chứ với chừng núi chừng ít nhất cũng vài chục ngàn thằng cộng sản nằm dũng đây, nhưng mà họ cũng chả có biết họ cộng sản, họ cũng không muốn họ cộng sản, nhưng mà họ đi vào cái đường đó rồi, cha ông của họ đã làm vậy rồi, họ cứ đi theo thôi. Chứ cái thời này không có ai chết cho đảng chứ, nếu mà chết cho đảng thì Việt Nam đâu có đóng người bị đốt củi làm gì, chỉ là quyền lợi cá nhân thôi, chỉ vì sự sống thôi. Cho nên con đừng có chắc là ai là đảng viên hay không đảng viên, đó chỉ là một cái giống như cái pass để đi làm kiếm tiền đó, con không đáng viên con sao con đi làm được. Thế mình quá thông cảm, chỉ có mấy trăm thằng nó ăn trên ngồi rồi á, rồi nó làm cho cả thế giới tẩy chay nước Việt. Bây giờ mấy ông lớn ở Việt Nam nó qua bên Mỹ tìm những người mà giống như kiểu sư phụ hay ông Lê Vĩnh Dương hay những người nổi tiếng để mà có cái sự connect vô với chính quyền Mỹ để mà gặp người Mỹ. Mấy ông Mỹ coi mấy ông lãnh đạo Việt Nam giống như ăn mày vậy, qua không à ai tiếp hết trơn á, đâu phải dễ đi gặp người ta mà ngồi trên bàn nói chuyện, phải tìm những người Việt ở Mỹ để mà làm cái connection rồi để mà đánh tiếng vô thôi. Giờ tôi bỏ nghe rồi, tôi bỏ tàu rồi, giờ tôi theo tôi lụm giày hay tôi lao giày cho mấy anh Mỹ cũng được, mấy anh không phải là kẻ thù tôi nữa, đại khái có nịnh kiểu nào nữa. Ông Trump ông đã quyết chí là không còn cái ác trên thế giới. Cho nên mấy vị đã nói trước mấy cái này, họ đã tìm nghĩ ra 100.000 kế để mà giữ cái đảng, nhưng mà họ là chống trời, họ là mất cơ hội. Tại vì sư phụ là những người có thần thông biết hết người nào suy nghĩ cái gì,